Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 57B thuộc địa phận của tỉnh Bến Tre. Trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 ngay tại vị trí kết nối với quốc lộ 57B. Đây cũng là gói thầu XL05 xây dựng đoạn tuyến từ km 8 cộng 281 đến km 12 cộng 900. Ngay tại vị trí này, các đơn vị thi công đang tiến hành cấp phối đá dăm kết nối với cầu vượt bắc qua sông Mỹ Tho. Ngay tại vị trí cầu vượt này, hôm nay thì mình thấy là các đơn vị thi công cũng đang gấp rút triển khai thi công lan can hai bên của cái phần cầu vượt này. Ở phía bên trên thì các đơn vị thi công cũng đang tập kết những cái lan can hai bên để mà chuẩn bị cho cái quá trình lắp lan can ha. Còn ngay tại vị trí kết nối với quốc lộ 57B thì các đơn vị thi công đang tiến hành cấp phối đá dăm, và ngay tại vị trí này cũng là điểm cấp phối đá dăm đầu tiên trên toàn dự án cầu Rạch Miễu 2. Phải nói là tiến độ thi công rất là nhanh luôn ạ. Hiện tại công tác giải phóng mặt bằng bờ Bến Tre đã đạt 100%, còn công tác giải phóng mặt bằng phía bờ của Tiền Giang hiện tại thì còn vướng một số căn nhà chưa di dời giải tỏa xong. Hy vọng thời gian sắp tới công tác giải phóng mặt bằng bờ của Tiền Giang sẽ sớm đạt 100% để mà bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra của Bộ Giao thông Vận tải. Vậy thì gói thầu XL05 hôm nay ngay tại vị trí kết nối với cầu vượt bắc qua sông Mỹ Tho có gì thay đổi và tiến độ mới nhất ngay tại đường dẫn tới cầu Ba Lai hôm nay như thế nào rồi? Thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nhé. Thank you.